Đây là một câu trong Phật pháp, đó là đừng làm việc ác mỗi năm bình an, siêng làm việc lành mỗi năm như ý. Thì nói chung về ngôn từ và cách trình bày diễn giải của mỗi tôn giáo thì khác nhau, nhưng mà cái chất cũng là một thôi, là khuyên con người chúng ta hướng thiện, làm lành, đánh dữ và tránh làm những điều ác. Thiện ác hữu báo, nếu chúng ta sống thiện chúng ta sẽ gặp điều thiện, chúng ta sống ác chúng ta sẽ gặp điều ác. Và đầu tiên là ngũ giới, chúng ta giữ được năm giới này là sẽ làm tiền đề để chúng ta tiến xa hơn trên con đường tu tập, tu hành, tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức, tu phước và hướng xa, tiến xa hơn trên con đường tu tập tinh tấn sau này, là không sát sanh. Không sát sanh bao gồm là không giết người, không giết vật. Nếu mà chúng ta ăn thịt động vật là chúng ta cũng góp một phần vào việc, góp cho một phần vào việc mà giết chóc muôn loài để mà ăn cho sướng miệng, để thỏa mãn khẩu dục chúng ta. Rồi không trộm cắp. Không trộm cắp ở đây là gồm hành vi trộm cắp và ý nghĩ trộm cắp. Nếu chúng ta khơi lên một cái ý nghĩ trộm cắp cũng là không có tốt. Không tà dâm. Không tà dâm là những chuyện làm không tốt về nam nữ, ăn mặc hở hang cũng là phạm giới tà dâm. Nếu mà chúng ta ra đường ăn mặc hở hang là chúng ta sẽ khơi gợi trong tâm những người xung quanh tạp niệm, như vậy là cũng đã tạo nghiệp xấu. Không nói dối. Không nói dối ở đây còn nhiều ý khác, là không nói lời hung ác, không nói lời tục tĩu, không nói xấu người khác, không nói lời đôi chiều, có nghĩa là gặp người này thì nói kiểu khác, gặp người kia nói kiểu khác, đâm thọt để cho gây sự bất hòa. Rồi không uống rượu bia. Những trong giới uống rượu bia thì cũng gồm nhiều thứ khác, là không dùng chất kích thích như là cà phê, thuốc lá, ma túy, nói chung là những chất gây nghiện, vân vân. Còn nếu ai nghĩ mà trong giới cấm mà không có cấm những cái đó là những người đó là chưa có hiểu sâu xa tới. Mà nếu hút thuốc, uống cà phê đồ mỗi ngày là thành ra là cũng không có lợi, không có tốt. Những thứ đó là cũng là những thứ gây nghiện, gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta nên hạn chế và bỏ luôn là càng tốt. Còn nếu mà xa, tiến xa hơn là về bát quan trai, bát quan trai giới là thêm ba giới khác. Khó hơn nữa là chúng ta không nghe đàn ca hát sướng, không đàn ca hát sướng. Bởi vì những thứ âm nhạc đó sẽ làm cho tâm trí của chúng ta bất định. Như thời xưa nói là sướng ca vô lậu, nếu chúng ta nghe và đàn ca hát sướng sẽ làm cho tâm trí chúng ta bất định và dễ bị sa ngã, sa đọa bởi ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy, danh lợi tình tiền. Bởi vì trong cái giới sướng ca là hầu hết là họ sống cái lối sống không có bình thường, không có tốt, họ chỉ biết chạy theo danh lợi thôi. Rồi thêm một giới trong bát quan trai giới là đó là không trang điểm, son phấn, sơn son, đánh phấn và sử dụng những loại dầu thơm, nước hoa. Những thứ này có ý nghĩa là để vun đắp cho cái thân xác giả tạm này của chúng ta, vun đắp cho cái vẻ ngoài là cũng không có tốt. Bởi vì trong tôn giáo nào cũng khuyên chúng ta sống về nội tâm là chính, phải tu tâm dưỡng tánh. Còn nếu chúng ta chỉ biết trau chuốt cho bề ngoài thì chúng ta sẽ dần dần quên đi cái chuyện mà tu tâm của chúng ta, cũng không tốt. Rồi thêm một giới nữa là hơi khó, là chúng ta không nằm giường cao, chăn êm, nệm ấm.
Như người ta thường nói, người tu hành chân chính là phải ăn chay và làm đất. Tại vì nếu mà sống đời sống khổ hạnh như vậy sẽ tạo cho ta một ý chí sắt đá để chúng ta vượt qua được những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta sống trong nhung lụa, chúng ta sẽ dần dần bị ngũ dục lục trần làm cho mê mờ đi ý chí tu tập của chúng ta. Rồi chúc mọi người có nhiều niềm vui và hạnh phúc chân chính trong cuộc sống, nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân trong cuộc sống hiện tiền này. Chào mọi người.